Phan Đại Nam kính chào quý khán giả của đài truyền hình SBTN. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày Chủ nhật 7 tháng 2 2016, nhằm ngày 29 tháng Chạp năm Ất Mùi. Chúng ta đang ở trong những thời khắc mà sắp sửa chuyển đổi giao mùa từ năm Ất Mùi qua năm Bính Thân. Và chúng tôi đang có mặt tại chùa Diệu Quang thuộc thành phố Santa Ana, miền Nam Cali. Và đứng kế bên cạnh chúng tôi là các sư cô ở trong chùa Diệu Quang. Sư bà, dạ, chúng tôi xin giới thiệu sư bà Thích Nữ Diệu Từ là viện chủ chùa Diệu Quang. Dạ, con xin kính chào sư bà. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Xin kính chào anh Đại Nam. Dạ, kính chào sư bà và các sư cô. Và thưa sư bà, trong đêm mà chúng ta trừ tịch sắp sửa đón mừng năm Bính Thân, sư bà cho quý khán giả biết sơ qua về cái đêm mà chùa Diệu Quang đón mừng năm mới. Dạ vâng, kính thưa anh, chùa Diệu Quang tổ chức lễ Tết, đó là một cái truyền thống lớn của quê hương Việt Nam chúng ta. Mặc dù chúng ta là đoàn công việc ly hương xa xứ, nhưng đến nơi nào chúng tôi cũng mang theo tình nghĩa quê hương. Và chúng tôi làm lễ Tết, ngoài cái sự họp mặt của những người đồng hương mình, còn có những cái thuần phong mỹ tục rất là hay. Và chúng tôi muốn rằng nó có một cái sự truyền thừa từ đời cha con cháu chắc để hiểu thế nào là cái Tết của Việt Nam của chúng ta. Và Ni trưởng Thích Nữ Diệu Từ có lời chúc mừng năm mới. Bạch Chư Tôn Đức Giáo Phẩm, nhân tiện đài SBTN đến, và chúng tôi điều thứ nhất là kính chúc cho bổn đài được mọi điều hanh thông, gần gũi người Việt Nam của chúng ta, và tình nghĩa keo sơn gắn bó trong cái đàn công việc ly hương xa xứ nó rất cần thiết. Bởi vậy cho nên chúng ta nên bỏ tất cả những cá nhân dị biệt để tìm thấy nhau trong yêu thương đùm bọc, và để sớm thấy một bình minh mới của Tổ quốc. Và chúng tôi xin nguyện cầu Chư Tôn Đức Giáo Phẩm Pháp Thể Khinh An Chúng Sanh Nhị Độ Phật Quả Viên Thành. Xin kính chúc tất cả quý vị lãnh đạo tôn giáo, bạn được mọi điều viên mãn trong năm Bính Thân. Kính chúc tất cả quý hội đoàn, nhất là quý vị lãnh đạo cơ quan chính quyền Mỹ, Việt, và quý vị lãnh đạo các hội đoàn, các đoàn thể, quý vị truyền thông, báo chí, quý doanh gia, các em trong thanh thiếu niên, và xin nguyện cầu cho tất cả quý vị đồng hương và đồng bào Phật tử một năm mới thân tâm thường an lạc, sở cầu như ý nguyện. Và một lần nữa không quên kính chúc bổn đài được mọi điều hanh thông trên con đường làm việc truyền thông của quý vị. Xin cảm ơn anh Phan Đại Nam đã, và bổn đài đã có nhã ý đến chùa của chúng tôi để có cuộc phỏng vấn này. Một lần nữa, nếu có gì sơ sót, mong tất cả quý vị niệm tình tha lỗi cho. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi tới quý vị lời chúc mừng năm mới của sư bà Thích Nữ Diệu Từ, viện chủ chùa Diệu Quang, thành phố Santa Ana, miền Nam Cali. Và chúng tôi cũng xin chấm dứt phút sự nơi đây với lời cầu chúc tốt đẹp nhất tới quý vị khán thính giả, và xin hẹn quý vị vào những chương trình kế tiếp.